Phản ứng trái ngược nhau của các sao nữ V-biz khi dính tin đồn mang thai, chuyện bầu bí của dàn sao nữ không ít lần thu hút sự chú ý lớn. Trước tin đồn mang thai, các mỹ nhân V-biz có nhiều cách ứng xử và đáp trả khác nhau, người quyết im lặng, người lập tức phủ nhận, người âm thầm sinh con. Puka, sau ba đám cưới chấn động showbiz, nhất cử nhất động của đôi vợ chồng Son Puka và Vin Tuấn Kiệt đều được cư dân mạng dành sự quan tâm. Đang nói, hậu hôn lễ, nữ diễn viên nhiều lần vướng nghi vấn có tin vui vì vòng hai lùm lùm. Puka, Vin Tuấn Kiệt thu hút sự chú ý khi tham gia hôn lễ của Phương Lan và Phan Đạt diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cư dân mạng dần dần soi khoảnh khắc Puka trò chuyện với mẹ bầu Sam ở hôn lễ. Nữ diễn viên có hành động gây chú ý khi đặt tay lên bụng của Puka. Ngoài ra, trong một vài khoảnh khắc, bà xã Vin Tuấn Kiệt cũng để lộ vòng hai lùm lùm, có phần khác biệt. Cư dân mạng liền dũng nghi vấn Puka đang có tin vui sau khi kết hôn. Mới đây nhất, Puka lộ diện bên cạnh Vin Tuấn Kiệt trong một buổi tiệc thân mật với bạn bè. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là bà xã Vin Tuấn Kiệt trông tròn trịa hơn bình thường. Thậm chí, nhiều ý kiến còn nhận xét suýt không nhận ra Puka vì ngoại hình khác lạ. Đặc biệt, nữ diễn viên còn có hành động nép người phía sau cánh tay của Vin Tuấn Kiệt. Với loạt chi tiết đáng nghi này, cư dân mạng cho rằng cặp đôi đã có tin vui. Tuy nhiên, cũng có thể do vợ chồng nữ diễn viên chăm sóc nhau quá kỹ hậu về chung nhà nên cùng có dấu hiệu tăng cân. Trong hậu trường hai ngày một đêm được quay trước đám cưới, Puka cũng lên tiếng về nghi vấn có thai. Mọi người thấy tôi chơi rồi đó, mọi người nghĩ tôi có thai không? Tôi chơi lăn xả, không ai để nang cái thai của tôi, mọi người gẹo đó. Tôi có thai làm gì dám nhận lời chương trình này, và tôi đã có chồng rồi, có thai thì nhận thôi chứ có gì đâu. Tôi cũng mong sẽ sớm có con vì cũng lớn tuổi rồi. Nhã Phương, kể từ ngày tổ chức đám cưới vào cuối tháng 9 năm 2018, Nhã Phương nhiều lần bị đồn mang thai với chàng hề xứ Quảng vì lộ vòng hai to lùng lùng trong ngày cưới. Tuy nhiên, cả Trường Giang lẫn Nhã Phương đều giữ im lặng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận chuyện sắp có em bé. Khi liên hệ với Nhã Phương và được chia sẻ, chuyện này quá riêng tư, chúng tôi chỉ quản lý Nhã Phương về mặt công việc nên cũng không nắm rõ thông tin trên. Vì vậy, chúng tôi xin phép được giữ im lặng về tin đồn lần này. Sau đó, nam ca sĩ Trần Nguyễn Trung Quân, bạn thân của Nhã Phương vô tình xác nhận nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng của Trường Giang. Mãi sau này, khi bé Destiny được 7 tháng tuổi thì Nhã Phương mới thông báo tin vui, đăng ảnh con gái nhưng chỉ là những tấm ảnh chụp sau lưng hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Và tận bây giờ, khi cô nhóc đã lớn hơn thì Nhã Phương và Trường Giang mới bắt đầu thoải mái công khai diện mạo con gái. Phạm Hương, tháng 9 năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, sang Mỹ chữa bệnh. Tại thời điểm đó, nhiều tin đồn cho rằng Phạm Hương đang mang thai và sang Mỹ để sinh con cho một vị đại gia nào đó. Tuy nhiên, ngay sau đó Phạm Hương đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận và chia sẻ lý do sang Mỹ chỉ là để chữa bệnh và học hỏi thêm những kinh nghiệm về thời trang để phục vụ công việc sau này. Nhưng thực tế là người đẹp sang Mỹ dưỡng thai và sinh con đầu lòng. Sau đó, khi công khai con trai Maximus, Phạm Hương bị chỉ trích thiếu trung thực. Dù rời xa showbiz 5 năm nhưng mọi thông tin của Phạm Hương vẫn rất được công chúng quan tâm. Ở xứ người, Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phạm Hương cũng từng chia sẻ cô muốn dành toàn bộ thời gian cho con cái và công việc ở Mỹ chứ không có ý định trở lại showbiz Việt. Hòa Minzy, vào cuối năm 2019, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin Hòa Minzy đã hạ sinh con đầu lòng với bạn trai doanh nhân trong thời gian ở ẩn. Tuy nhiên khi nhắc đến tin đồn mang thai, nữ ca sĩ liên tục né tránh, mãi cho đến sau này Hòa Minzy mới lên tiếng chia sẻ, chị quyết định tạm ngưng ca hát là để làm những điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Vì thế chị thấy hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Có thể thấy, giữa hàng loạt đồn đoán, nữ ca sĩ không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận tin đồn đã sinh con. Tối ngày 1 tháng 6 năm 2022, Hòa Minzy chia sẻ loạt ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đó là những khoảnh khắc trong hành trình bầu bí quý tử bo của nữ ca sĩ. Loạt ảnh bầu bí của Hòa Minzy khiến nhiều người thích thú. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín. Vừa qua, Hoa hậu Tiểu Vy đã được nhiều nghệ sĩ thân thiết tổ chức buổi tiệc sinh nhật ấm cúng. Xuất hiện trong buổi tiệc thân mật, Hòa Minzy gây chú ý khi diện trang phục rộng, khiến nữ ca sĩ vướng nghi vấn đang mang thai con thứ hai. Trước sự thắc mắc của cư dân mạng, Hòa Minzy chia sẻ trên sóng livestream cô chỉ đang diện đồ đôi với Nhã Phương. Hơn nữa, trong một bình luận gần đây, giọng ca Thị Mầu còn bật cười khi biết netizen đồn đoán cô đang mang thai. Đáp lại, Hòa Minzy phủ nhận, đồn gì ác vậy trời, Diệu Nhi. Vào năm 2021, dân tình lại soi ra hình ảnh anh Tú và Diệu Nhi đã có con với nhau. Cụ thể, trên mạng xã lan truyền một hình ảnh được cho là anh Tú đưa Diệu Nhi đi khám thai. Trong ảnh, có thể thấy bụng của mẹ bầu nghi là Diệu Nhi đã rất to. Người này cũng đang được bạn trai tháp tùng đi khám nhưng cả hai không ngồi cạnh nhau mà đeo khẩu trang, đội nón rất kín và giữ khoảng cách nhất định. Để chứng minh người trong ảnh là Diệu Nhi và anh Tú, dân mạng còn soi ra được cặp đôi từng diện trang phục y hệt, chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Trước đó, Diệu Nhi từng nhiều lần xuất hiện với vòng hai khá lớn. Khi quay video trực tiếp với khán giả, Diệu Nhi luôn khéo léo lấy gối che vòng hai trước ống kính. Không những thế, nữ diễn viên còn bị khui loạt ảnh vòng hai vượt mặt trong những vlog ăn uống. Trước thông tin và hình ảnh được chia sẻ, quản lý của Diệu Nhi cho biết, dạ em xin thay mặt chị Diệu Nhi xin phép được nói nội dung duy nhất là hiện chị Diệu Nhi xin phép không trả lời về vấn đề này ạ. Em cảm ơn ạ. Dù Diệu Nhi quyết im lặng, nhưng thông tin cô mới hạ sinh con đầu lòng vẫn chưa nguội trên mạng xã hội. Dẫu thông tin này lúc đó lan truyền rất mạnh nhưng cả hai vẫn không hề lên tiếng. Harry Won kết hôn với Trấn Thành vào năm 2016. Tới nay cặp đôi đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.
Harry Won từng 5 lần 7 lượt dính tin đồn đang mang thai con đầu lòng do lộ vòng hai lùm lùm và diện những bộ trang phục rộng che ráng. Thậm chí, nữ ca sĩ còn từng lên tiếng bày tỏ, tin đồn Harry có bầu cũng 20 lần rồi thì phải. Trong đợt dịch, cư dân mạng cũng xôn xao thông tin Harry Won mang thai khi xuất hiện với vòng hai lùm lùm. Trong những dịp tụ tập bạn bè hay khi lộ diện trên mạng xã hội, các thánh soi lại chăm chăm vào phong cách ăn mặc của Harry Won. Cụ thể, nữ ca sĩ đi dép bệt, mang váy rộng, hạn chế trang điểm. Người hâm mộ cho rằng đây đều là những dấu hiệu chung của phụ nữ khi mang bầu. Mới đây nhất, trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 36 của Trấn Thành, trong đoạn clip được ghi lại trong bữa tiệc, Harry Won vướng tin đồn đang có bầu khi diện váy rộng. Ở một vài góc máy có thể thấy vòng hai lùm lùm của nữ ca sĩ. Trước những thông tin được người hâm mộ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Harry Won nhiều lần lên tiếng đính chính, đưa ra cùng một câu trả lời. Nữ ca sĩ cho biết cô hiện tại không mang thai mà do sự xuất hiện của bé mỡ. Trấn Thành từng nhiều lần khẳng định chuyện chưa sinh con sau nhiều năm kết hôn là do hai vợ chồng chưa thực sự sẵn sàng chứ không liên quan gì đến tình hình sức khỏe của Harry Won. Năm 2020 khi tham gia một talk show, Harry Won nhắc đến việc sinh con, tới giờ, tôi vẫn chưa có con. Một phần do tôi mắc bệnh liên quan đến cổ tử cung, phải mổ hai lần. Nếu tôi mang bầu thì dễ bị tuột, khó giữ được em bé. Khi có con, sức khỏe của tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi không thể hoạt động nghệ thuật trong khoảng 2 năm. Bảo Anh, tháng 2 năm 2023, Bảo Anh bất ngờ trở thành cái tên bị netizen réo tên liên tục. Một cơn chính là nữ ca sĩ bị một tài khoản mạng xã hội gọi thẳng tên với nghi vấn đã có con đầu lòng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý công chúng vì trước đó, Bảo Anh cũng vướng tin đồn mang thai khi để lộ vòng hai lùm lùm tại sự kiện. Nếu như lần để lộ vòng hai tại sự kiện được Bảo Anh lên tiếng đính chính, thì động thái trong lần bị réo tên trực tiếp sau đó của nữ ca sĩ khiến nhiều người nghi ngờ. Cụ thể, giọng ca như lời đồn giữ im lặng, không có phản ứng gì về tin đồn mang thai. Không những vậy, nhiều netizen còn soi được cô rất hạn chế sự xuất hiện của mình trên trang cá nhân. Thi thoảng nữ ca sĩ mới đăng vài ba bức ảnh cũ trước đó đã từng chia sẻ. Điều này càng khiến người hâm mộ càng thêm bán tín bán nghi. Giữa lúc nghi vấn mang thai bổ vây, Bảo Anh tiếp tục trở thành tâm điểm khi bức ảnh khóa môi với trai lạ bị lộ. Ồn ào nối tiếp ồn ào nhưng Bảo Anh vẫn giữ sự im lặng. Sau đó một tháng, Bảo Anh lần đầu lộ diện. Nữ ca sĩ diện bikini hồng, tự tin khoe trọn vòng hai của mình. Tiếp đó, cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh diện đồ bó sát và khéo léo song cận vào vòng hai. Động thái này của Bảo Anh khiến dân tình cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý đáp trả những thông tin liên quan đến chuyện có bầu. Mỹ Tâm, showbiz Việt hôm ngày 25 tháng 8 năm 2020, bỗng ồn ào trước thông tin Mỹ Tâm mang thai khoảng 4 đến 5 tháng với diễn viên Mai Tài Phến. Bởi họa mi tóc nâu bị soi khuôn mặt tròn trịa, tóc dáng đẫy đà cùng vòng hai lùm xùm ở vài góc chụp. Trước loạt tin đồn này, Mỹ Tâm ngay lập tức livestream, lên tiếng phủ nhận. Cô không ngần ngại vạch áo phô diễn trọn body, vòng eo thon gọn để dập tan tin đồn mang thai. Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn thẳng thắn khẳng định chuyện có em bé là chuyện vui, có gì mà giấu. Sĩ Thanh là khách mời tham gia hôn lễ của Puka và Kim Tuấn Kiệt. Sĩ Thanh gây chú ý khi tiết lộ đã chi 100 triệu đồng để mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Cô còn đăng tải đoạn video lên đồ tham dự ngày trọng đại của Puka, Kim Tuấn Kiệt. Đáng chú ý, nữ diễn viên sinh năm 1986 còn bị soi vòng hai lùm lùm lớn rõ ở một vài khoảnh khắc. Cư dân mạng liền dựng nghi vấn cô đang có tin vui, chị tôi có baby thiệt rồi, chúc mừng chị nè. Ngay sau đó, Sĩ Thanh liền lên tiếng đính chính thông tin đang mang thai, ở đâu ra vậy chèn. Trước bình luận phủ nhận của nữ diễn viên, netizen này phải gấp rút lên tiếng xin lỗi cô.